Sáng ngày 20 tháng 1 tại 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1, vụ tai nạn thương tâm xảy ra giữa xe buýt 150 và người đi bộ khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Theo đó, xe buýt 150 mang biển số 51B21613 hướng trở lớn Tân Vạn khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Đình Chiểu qua giao lộ Mạc Đĩnh Chi khoảng 100m thì xảy ra va chạm với người phụ nữ đi bộ qua đường khiến người này ngã sau đó bị xe buýt cán tử vong. Theo nhiều nhân chứng cho biết, người phụ nữ trên ngoài 50 tuổi là người bán vé số trên địa bàn, thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân băng ngang qua đường nơi không có vạch sơn dành cho người đi bộ nên đã xảy ra vụ tai nạn trên. Ghi nhận tại hiện trường, vụ tai nạn khiến giao thông nơi đây ùn tắc lưu thông chậm. Hiện tại vụ tai nạn đang được đội xử lý tai nạn công an quận 1 đến hiện trường xử lý, nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.